Đúng là duyên số, đặt tên nồi giả cho mày không bao giờ sai. Lúc nào cũng xài là những cái nồi giả cũ của triều đại Khế Thúi. Ở nhà thì như con quỷ, mà khi ra đường ăn bận bóng lón lên. Vàng này thôi đi, nó có lòng vàng, bận vàng vô đâu biết bận đồ đâu. Bộ mà hồng có quách què. Thôi, để dành chuyện đại sự hả bận, này đi ăn mà về. Đây đây đây, cái màu trắng này xứng tầm. Phải bận cái áo dày dày vô, tại vì giờ này mới có 5 giờ mấy, 6 giờ sáng à. Chở nó đi ăn sáng cho nó dòm miệng. À, cái lỗ tai hơi lạnh lạnh nè. Đó đó, con Ngáo kiếm chuyện nhân đật nha. Ngáo, mày mới ăn đậu không? Anh chị em ruột mà giống là chó với mèo vậy đó. Con vẽ bận đồ không yên tụi mày nữa. Ê sao bữa nay bộ đồ nhìn giống như bó heo quá vậy con? Đó là bụng mày bự quá rồi vẽ ơi. Quất cái nó với cọng dây dẫn vô, đâu có khác gì ninja gùa mà phiên bản đuôi dài đâu. Cái mặt hao hao con gùa luôn á trời. Trời ơi sáng sớm trời lạnh quá vậy ơi, biết gì không chở nó đi đâu. Công nhận lạnh thiệt luôn á. Cũng hơi là bẩn cáo cũng hơi dày dày, có đội cái nón lên nha. Mà gió thổi bạc bạc vô cái mặt vậy nó. Nhiều khi nó chịu không nổi nha, nó né qua bên quý vị. Nhưng vẫn nằm ở trong tầm kiểm soát của vẻ mà không chịu xích vô chính giữa. Lúc này gió thiệt là mạnh luôn. Rồi cái này hơi hơi núp núp rồi nè. Cái này bớt bớt nhiều chuyện rồi nè. Biết sao bữa nay chở đi ăn sáng sớm không? Nguyên một ngày bận công chuyện sẽ không chở đứng cà phê được. Thôi tranh thủ sáng sớm đi ăn, chở nó đi. Mà tôi ăn trong vòng 10 phút à, kiểu như có đi trong 10 phút. Trời lạnh quá hay sao, đứng lên ngồi y chang như người luôn. Chiếc xe giống như đang chở 3 người nữa. Mà con vẽ không có đội mũ bảo hiểm nha quý vị. Ngồi y chang con người luôn rồi nè. Khúc này nhìn cái bụng con vẽ y chang có bầu. Lúc này lửa quán. Đáng lẽ tôi không muốn phốt bất cứ cái quán nào đâu. Mà rõ ràng chỗ này kiểu như họ xem thường những con mèo nha quý vị. Họ thấy như mèo ta bày đặt chở đi chơi, ánh mắt rất là khinh bỉ luôn. Tôi không tính phốt mà cái này là quá đáng rồi. Nè, thằng nhân viên này nè quý vị nhớ kỹ cái mặt của nó nha. Nó nhìn với ánh mắt kỳ thị, mèo mà bày đặt chở đi chơi. Tôi vô quán khác, phải kiếm cái quán nào không gặp mấy con kỳ thị như con đó mà ai về cũng gặp nữa. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Mình nhìn kỹ cái thằng này nó còn nhỏ, thanh niên chưa trải sự đời. Tôi là cái mỏ đen, trong mỏ đen dữ lắm nha, mà nó có đeo cái cọng dây á. Thấy có vẻ thân thiện với người cho nên tôi không có sợ. Có tròn vẽ ngồi ở đây. Đó ai mà chở mèo đi chơi mà chỗ nào có chó phải cẩn thận nha. Còn nó nhìn thấy vẽ nó không quan tâm đâu nha quý vị. Vẽ ngược lại nhìn chó nó chu cái mỏ lên. Mà sao cấu tạo cái miệng vẽ ngộ quá. Nó nhìn con nó ghét nó cũng mỉm cười. Mà cái gì nó thích nó cũng cười là sao ta? Nụ cười khinh bỉ hả? Chỗ nó hay quá, nó nhìn nó ghét người ta sao mà người chủ ẵm chó bỏ trong nhà. Giống như con vẽ có siêu năng lực vậy. Con nào nó ghét thì con đã bị nhốt rồi. Chứ gặp như chó đen đốm vàng hồi nãy mà tôi thấy á, cặp mắt của nó nhìn con vẽ chăm chăm mà mắt có ánh lửa nữa. Trời ơi tôi còn sợ nó chạy liền. Lúc này xem xem tôi đợi quần với nguyên cái quán. Tôi thấy nó hỉ hửi trên cái bàn, tưởng đâu nó kiếm đồ ăn. Mà không phải, nó đang mắc ị đó. Tại sáng sớm kêu nó đi sớm quá chưa kịp ị. Cái miệng nó mỉm cười trong sự đau bụng mắc ị. Lúc này tôi chưa biết nó mắc ị nha, vẫn coi thực đơn đồ ăn. Nghĩ là nó tăng động thôi, một hồi cái nó ngồi nó gồng cứng người lên nha quý vị. Nè nè, cái nó kêu. Ủa nó hơi kêu kêu, nó chạy qua ghế này ghế kia kìa đâu. Thao cát đầu mày. Kiếm thao cát tao coi. Nếu mà lo nhìn cái mặt của nó sẽ không biết nó mắc ị, nghĩ nó đang kênh với ai mà nhìn cái đuôi của nó ngoắc ngoắc đó bà con. Kiểu như cái đít của nó cứ nhõng nhõng lên hoài mà nó ngồi mà kiểu như nó gán gồng á. Bắt đầu lấy thao cát liền. Đưa liền. Trời ơi bước vô liền ông nội ơi. Nhưng mà sợ té nha. Tôi phải vịn cái thao lại. Cũng sợ té ghế dữ lắm á, cái suy nghĩ đắn đo đầu ha. Quay một vòng rồi quên tháo cái nón ra nữa. Không có gì coi nó ị tại quán luôn. Tôi hồi hộp dữ lắm, sợ nó yếu phần lỏng. Hên cái thao cát để sẵn trong cấp xe đó trời. Cái dĩa cơm của tôi ở trên bàn mà tôi phải im lặng chờ đợi nó ỉa. Suy nghĩ, hy vọng mày đừng có ỉ phân lỏng nha. Phân cục cục cho tao nha. Không có dám lên tiếng nào nha quý vị. Tại kế bên có người á, ở trước mặt cũng có người luôn. Mèo tao ỉ cái đầu tao nhìn về một hướng, còn con này vừa ỉ mà vừa hóng chuyện. Hồi hộp chết sợ phân nó rớt vô cái ghế của người ta mà ai về không có nha quý vị. Trời trời gọn đơ trong thao, mà phân cục mới ghê chứ. Phân rất là cục nha. Tôi không có đem cái đồ xúc cát theo cái tôi xài bằng này nè. Tôi lấy cái thao của tôi xào qua xào lại giống như xào đồ ăn nha. Để xuống đây. Vậy mà người ta không hay không biết mới ghê á. Tại vì những người ở đây là buổi sáng nè, ta lo chạy bàn nè, khách đông vậy nè quý vị. Không ai để ý mà tôi với bạn tôi dĩa cơm ở trước mặt từ phân của nó ở dưới này. Báo dễ sợ chưa. Mà có cái này mới báo hơn nè. 10 con mèo đi ị xong là hết 10 con muốn kiếm chỗ chạy nhảy kêu như ị xong nó thoải mái. Còn con này ị xong chỉ ngồi trên ghế thôi, bắt đầu nó ngoắc đuôi nè. Hồi nó nhìn người kế bên nó ngoắc đuôi nha quý vị. Cái anh ta thấy nó ngoắc đuôi cười chứ anh ta cũng cười lại với nó mà đâu biết. Đâu có biết con này nó khùng, người mà nó không thích hay là người nào nó không ưa nó cũng cười đâu. Nó giải quyết nỗi buồn xong nó xoay qua nhìn chú này nó cười, cái chú nói trời con mèo đâu mà dễ thương mặt vui vẻ quá. Ông đâu biết nó mới đi xong nè. Tôi phải ngồi đối diện cái dĩa cơm của tôi mà không sao, tâm sáng thì cái gì cũng sáng thôi. Lúc này cảm qua ông lấy đồ với ông sẵn tiện ông vuốt cái đầu của thằng này. Nói trời ơi con mèo gì đâu mà vui vẻ dễ thương quá. Kiểu như thấy nó nhìn ổng nó cười á, bắt đầu ổng có thiện cảm nó nha quý vị.
Tôi đâu có dám nói thiệt, nó mới đi vệ sinh xong cái nó vui nó cười. Nó không lại ông lận lận nó quậy. Cái thân mình của nó còn ở dưới chân tôi, không biết tẩu tán như thế nào. Chỉ có tôi với bạn tôi biết cái bí mật này thôi. Không dám nói cho bất cứ người nào nghe luôn. Chỉ có Phan Khế Thú là biết cái bí mật này thôi. Một thân mình đang ở ngay dưới chân của tôi. Nhìn thấy thùng rác, nhanh trí lấy giấy xúc với bà con. Tại vì phân đã được chán ở trong cát rồi, mà lấy bỏ thùng rác thôi. Con vẽ nó nhìn nó tưởng đồ ăn, cái đưa cái lỗ mũi vô hửi. Rồi rồi, biết chúng mình rồi. Bỏ lại lẹ nha mày. Bỏ nhanh lên. Quăng vô cái thùng rác. Bắt đầu nó sợ cái thau nha quý vị, sợ chúng mình nữa. Nó lấy cái thau ra mới chịu ngồi. Lúc này mặt của vẽ như kiểu, trong khi những con mèo khác đi cầu xong nó được chạy nhảy cà tưng, còn tao đi vệ sinh xong bắt tao ngồi y như bức tượng. Có phải chán nản không? Phải chán nản không? Tao nói mày biết nghe vậy, lần sau có đi quán cà phê mà có đi ỉ, không được nhìn người khác cười nghe chưa. Mày cười với người ta là ý gì? Mày muốn nói người ta biết mình đang dưới chân tao đúng không? Hả mày? Đó đó đó, xây mặt là có tập giật mình ha. Mày đổi cái nón lên đầu là mày đẹp đúng không? Còn mày ỉ mà mày cho người ta biết là mày, mày muốn. Đó đó, cái quần đó mày thấy không? Thấy không? Tao với mày đổi cái quần lên đó. Mày hiểu không? Tao nói lần cuối cùng nha, lần sau lấy cái thao cho mày đi vệ sinh. Tao đã giấu giếm rồi, không muốn người nào chú ý. Là mày không được nhìn người khác cười nghe chưa. Mày nghe tao nói cái gì không? Thôi, đi về chùa ngủ đi.